Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa Đức Trọng. Và trong video ngày hôm nay thì Trọng chia sẻ với các bạn về chủ đề các triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ như thế nào. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều gia đình có những trẻ nhỏ là bị sốt nhưng không biết được là nguyên nhân sốt có thể là do sốt xuất huyết hay không. Mà trong thời gian vừa này, bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát ở rất nhiều nơi. Nguyên nhân chủ yếu là do bị muỗi đốt. Thế thì rất nhiều ông bố bà mẹ không biết được là con của chúng ta có bị sốt xuất huyết hay là sốt do virus hay do vi khuẩn thì không. Thì trong video ngày hôm nay, Trọng chia sẻ với các bạn là các triệu chứng xuất hiện sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ. Con của chúng ta mà có sốt, mà có kèm theo các dấu hiệu dưới đây thì các bạn phải lưu ý. Đầu tiên là con của bạn xuất hiện sốt cao đột ngột và nhiệt độ tăng rất cao, có thể nhiều trẻ là từ 39 đến 40 độ. Và cái này cách phát hiện bằng cách là gì? Khi trẻ chán ăn, buồn ngủ liu riu và sốt cao nó liên tục đấy, thì các bạn cho kèm nhiệt độ và sờ vào chán thì nhiệt độ thì thấy nhiệt độ cao như Trọng vừa mới chia sẻ. Và sau khi sốt thì trẻ có những cái biểu hiện như là phát ban hay còn gọi là nổi ban đỏ ở dạng chấm như đầu cái tăm, ở cẳng tay, cẳng chân hoặc là ở vùng bụng, có thể là đỏ bừng ở vùng mặt. Thế thì khi trẻ của các bạn mà xuất hiện những cái dấu hiệu như trên thì các bạn có thể làm một cái nghiệm pháp, gọi nghiệm pháp căng da. Các bạn căng da vào cái vùng, cái điểm xuất huyết đấy mà cái điểm xuất huyết đó không biến mất thì đấy là một trong những dấu hiệu có thể nguy cơ là con của các bạn bị sốt xuất huyết. Và khi con của bạn có hai cái dấu hiệu là sốt và phát ban như vậy thì thường là sốt cao gây tình trạng là mất nước. Nếu chúng ta không bù nước vào đầy đủ thì con của các bạn có tình trạng là mất nước và điện giải. Ta dẫn đến tình trạng đầu tiên là có thể quấy khóc, hoặc nếu trong trường hợp mà mất nước nhiều quá thì trẻ sẽ tình trạng là ngủ ly bì nên như vậy. Và có những dấu hiệu của mất nước như vậy thường có thể là môi khô đấy, thường là nhiệt độ sốt cao, và trẻ thường trong giai đoạn đầu có thể là khát, đòi uống nước rất nhiều. Thì đấy là cái dấu hiệu thứ hai mà có thể sau khi xuất hiện là sốt và phát ban thì có thể có tình trạng như vậy. Tình trạng thứ ba là nhiều trẻ có thể có tình trạng là bị buồn nôn, nôn rất nhiều đấy, và có những trẻ thì có thể nôn tối thiểu ít nhất là từ 3 lần trở lên trên một ngày đấy, trẻ nôn liên tục là như vậy. Thì đấy là dấu hiệu thứ ba mà có thể gặp được ở trong tình trạng trẻ của các bạn. Và dấu hiệu thứ tư thì dấu hiệu này dấu hiệu rất nặng rồi, đó là dấu hiệu sẽ có thể chảy máu ở trên răng, chảy máu ở mũi hoặc xuất huyết đường tiêu hóa. Đây là những dấu hiệu nặng mà các bạn cần phải lưu ý. Và trong tình trạng như vậy chúng ta không được chủ quan. Khi trẻ xuất hiện những cái dấu hiệu như thế, Trọng khuyến cáo phải đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ làm các xét nghiệm máu, kiểm tra xem, chẩn đoán nguyên nhân, xác định xem cái nguyên nhân đấy có phải là sốt xuất huyết hay không. Và khi phát hiện ra như vậy rồi thì các bác sĩ sẽ có quá trình bù nước, điện giải cũng như là quá trình phục hồi sức khỏe cho trẻ, giúp tránh cho trẻ tránh được cái tình trạng những diễn biến nặng bệnh kéo dài hơn, nặng nề hơn và có thể nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Thì đấy là những cái điều mà Trọng chia sẻ với các bạn. Và khi đó vào trong bệnh viện thì các bạn đã được xét nghiệm máu để tính để đánh giá cái tình trạng tiểu cầu của chúng ta như thế nào đấy, và các yếu tố đông máu ra làm sao. Thì đấy là một phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ. Thì đây là một trong những cái khuyến cáo của Trọng trong cái đợt mà dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở rất nhiều nơi như vậy. Và hy vọng rằng qua cái video ngày hôm nay Trọng chia sẻ với mọi người thì các ông bố bà mẹ có thêm một cái kỹ năng hiểu biết tốt hơn để làm sao giúp cho con của mình, phát hiện ra con của mình bị sốt xuất huyết, phát hiện càng sớm càng tốt và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp, tránh cho trẻ diễn biến càng bị nặng nề hơn để lại những hậu quả nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.